Đà Nẵng thiết lập bệnh viện giã chiến 350 giường. Ngày 22 tháng 7, Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động nhân lực khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt thiết bị y tế cho bệnh viện giã chiến quy mô 350 giường được đặt tại khu ký túc xá phía Tây, thành phố, thuộc địa bàn quận Liên Triều. Ở trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, cơ quan chức năng Đà Nẵng đã lựa chọn khu ký túc xá phía Tây, thành phố, thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Triều để làm bệnh viện giã chiến thu dung chữa trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Khu ký túc xá phía Tây thành phố Đà Nẵng có 5 block nhà ở, trước đó được lựa chọn làm nơi cách ly cho các trường hợp F1 của các bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn. Trước mắt, cơ quan chức năng lựa chọn một block tại khu này để làm bệnh viện dã chiến với quy mô ban đầu là 350 giường bệnh. Các trường hợp F1 trước đó đã được di chuyển, tòa nhà đã được khử khuẩn và làm sạch. Sáng ngày 22 tháng 7, việc thi công lắp ráp các buồng phòng chức năng ở tầng 1 của nhà dãy nhà được tiến hành rất khẩn trương. Các trang thiết bị đã được đưa tới để lắp đặt tại tầng 1 của dãy nhà. Hệ thống camera theo dõi các buồng bệnh phục vụ việc chữa trị bệnh nhân COVID-19 đã được lắp đặt. Ở khu hồi sức cấp cứu được đặt tại tầng 1 của dãy nhà. giường bệnh và các trang thiết bị máy móc hiện đại đã được đưa tới khu ký túc xá để lắp đặt nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng cần thận lau chùi, khử khuẩn, khu vực, giường bệnh và các thiết bị trước khi mang vào bên trong khu hồi sức cấp cứu. Tiến hành vệ sinh sạch sẽ các phòng chức năng ở tầng 1, dãy nhà 7 tầng. Các máy móc thiết bị hiện đại được đưa tới khu hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Giã Chiến. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho Bệnh viện Giã Chiến. Bệnh viện Giã Chiến sẽ phục vụ cho việc thu dung, chữa trị cho bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, mức độ nhẹ hoặc là vừa. Hệ thống bình oxy y tế phục vụ chữa trị cho bệnh nhân COVID-19, trung tâm khí nơi sang chiết oxy phục vụ nhu cầu chữa trị tại bệnh viện giã chiến đã được lắp đặt. Từ tầng 2 đến tầng 7 của dãy nhà được chuyển đổi thành các buồng bệnh và được đánh chữ số thứ tự. Trước mỗi buồng bệnh có bàn di động phục vụ cho quá trình sinh hoạt, chăm sóc cho các bệnh nhân. Bên trong các buồng bệnh có bảng nội quy và các đề nghị khuyến cáo cho bệnh nhân thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách Mỗi buồng bệnh có 3 giường bệnh, thông thoáng sạch sẽ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7, Đà Nẵng ghi nhận 279 ca mắc COVID-19. Các bệnh nhân hiện đang được chữa trị tại bệnh viện Phổi Đà Nẵng và bệnh viện Hòa Vang. Trên địa bàn hiện có 19 chuỗi lây nhiễm, trong đó có nhiều chuỗi lây nhiễm đang có nguy cơ cao. Dự kiến chiều ngày 22 tháng 7, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng sẽ kiểm tra, nghiệm thu việc hoàn thiện lắp đặt thiết bị tại bệnh viện dã chiến. Theo lãnh đạo bệnh viện Đà Nẵng, trong trường hợp cần thiết, khu ký túc xá phía tây thành phố Đà Nẵng có khả năng tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện dã chiến lên 1.500 đến 1.700 giường bệnh.